3 mũi xung kích Nga bao vây Ukraine, tiến công dữ dội ở Donetsk. Kiev đang gặp khó khăn nghiêm trọng trước đà tiến và chiến thuật tấn công dồn dập của Nga. Ukraine tiếp tục căng mình chặn Nga ở thảo nguyên Nam Donetsk. Bầu cử Mỹ 2024 nóng rực sát giờ g. Cử tri Mỹ nói gì sau khi rời phòng bỏ phiếu? Bang Arizona xuất hiện biến lớn, hàng loạt cử tri kiện tỷ phú Elon Musk tính trung thực của bầu cử bị nghi ngờ. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, chuyên gia Ukraine thừa nhận Kiev đang gặp khó khăn nghiêm trọng để chặn đà tiến và chiến thuật tấn công dồn dập của Nga lực lượng Moscow đã tấn công bao vây từ ba hướng, buộc lực lượng Kiev phải rút lui và sau đó họ nhanh chóng tiến vào và tiến xa hơn nữa. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến sự rút lui và sụp đổ của các lực lượng phòng thủ mở đường cho Nga giành được chiến thắng nhanh hơn trên toàn mặt trận. Tình trạng thiếu hụt nhân lực là nguyên nhân chính dẫn đến sự rút lui và sụp đổ của lực lượng phòng thủ tại địa phương ở Ukraine mở đường cho Nga giành được chiến thắng nhanh hơn trên toàn mặt trận. Chuyên gia Oleg Starikov, một đại tá đã nghỉ hưu của cơ quan an ninh Ukraine SBU cảnh báo, lực lượng vũ trang của Ukraine đang gặp thách thức trong việc chống lại chiến thuật của quân đội Nga trên chiến trường. Ông cho hay, đối thủ hiện đang sử dụng các chiến thuật mà chúng ta vẫn chưa có gì để chống lại. Họ thường tấn công bao vây chúng ta từ ba hướng, buộc chúng ta phải rút lui và sau đó họ nhanh chóng tiến vào và tiến xa hơn nữa. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu trong tương lai gần, nó sẽ dẫn đến tình huống mà chúng ta sẽ phải rút lui ngày càng xa hơn về bờ trái của sông Dnep. Báo Anh Guardian dẫn nguồn từ thực địa đưa tin, các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phong tuyến của Ukraina ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Tốc độ tiến quân ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc xung đột tiêu hao mà nhiều quan chức và nhà phân tích ở phương Tây gọi là bế tắc đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống, các lựa chọn để ép và các đối tác ổn định mặt trận trước lợi thế tài nguyên của Nga là hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiền tuyến tính đến đầu tháng 11 này nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Adipka, hướng đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk vào mùa hè, quân đội Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9 cắt đứt một vùng đất rộng lớn do Ukraine kiểm soát ở phía tây sông Vopcha với việc kiểm soát thành công thành phố Ukrainsk. Các cuộc tiến công tiếp theo của Nga hướng đến Pokrovsk ban đầu chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cổng thành phố Selidove. Trong hai tháng tiếp theo, quân đội Nga đã kiểm soát các cánh đồng ở cả hai bên sườn. Cả hai đều do các lữ đoàn Ukraine kiệt sức hơn chân giữ. Vào đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc Volodya đã liên tiếp sụp đổ cục bộ, dẫn đến một số chiến thắng nhanh chóng nhất của Nga kể từ đầu năm 2022. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công vào vùng phía nam Donetsk của Nga có thể sớm lan ra khỏi danh giới của tỉnh này. Những đà tiến đó hiện đe dọa thị trấn Velika, Novosenka ở phía Tây và xa hơn nữa là ranh giới phía Đông của các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sitsky, vừa cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ, từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện Tốc độ tấn công ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc xung đột tiêu hào mà nhiều quan chức và nhà phân tích ở phương Tây gọi là bế tắc đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống, các lựa chọn để ký ép và các đối tác ổn định mặt trận trước lợi thế tài nguyên của Nga là hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiên tuyến tính đến đầu tháng 11 này nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Adipka, Hướng đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrov vào mùa hè, quân đội Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9, cắt đứt một vùng đất rộng lớn do Ukraine nằm giữ ở phía tây sông Vocha với việc chiếm thành công thành phố Ukrainsk. Các cuộc tiến công tiếp theo của Nga hướng đến Pokrov ban đầu, chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cổng thành phố Seledov, nơi lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 tương đối non trẻ đã tiếp quản việc phòng thủ thành phố Khai Thác Mỏ, từng là nơi sinh sống của hơn 22.000 người này. Tuy nhiên, trong hai tháng tiếp theo, thay vì tấn công Seredov, quân đội Nga đã chiếm giữ các cánh đồng ở cả hai bên sườn, cả hai đều do các lữ đoàn Ukraine kiệt sức hơn chấn giữ. Trong khi đó, cuộc phòng thủ kéo dài gần 2 năm ở pháo đài Vuledat đã kết thúc khi quân đội Nga chiếm được thành phố này vào những ngày đầu tháng 10. Tổn thất nặng nề và các cuộc tiến công liên tục của Moscow đã buộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine và các đơn vị trực thuộc khác phải rút khỏi thành phố qua các cánh đồng tràn ngập UAV Nga. Vào đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Bắc, Vuleda đã liên tiếp sụp đổ cục bộ, dẫn đến một số chiến thắng nhanh chóng nhất của Nga kể từ đầu năm 2022. Xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine, lực lượng Nga đã tiến hơn 10 km về phía Bắc qua thảo nguyên rộng mở, đưa họ đến gần hơn với con đường chính dẫn vào thành phố Kurakhov. Kurakhov, nơi có nhà máy nhiệt điện lớn đã hoạt động trở lại vào đầu năm 2024, hiện đang bị bảo vệ từ ba phía. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công vùng phía Nam Đô của Nga có thể sẽ sớm lan ra khỏi ranh giới của tỉnh này. Những cuộc tấn công đó hiện đe dọa thị trấn Velika Novos Novosika ở phía Tây và xa hơn nữa là ranh giới phía Đông của các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Mặc dù tiên tuyến đã thay đổi mạnh mẽ ở phía nam Donetsk, nhưng đây không phải là khu vực duy nhất của tiên tuyến mà những thành quả gần đây của Nga gây lo ngại nghiêm trọng cho lực lượng phòng thủ của Ukraine. Ở phía tây bắc Porov, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở hai thành phố Torres và New York, nơi lực lượng Nga tiếp tục đạt được những thành quả nhỏ, tiến dần qua những con phố đổ nát. Trong suốt mùa xuân và mùa hè, lực lượng phòng thủ Charibza của Ukraine chỉ cách thành phố Bakhmut bị phá hủy 5 km về phía Tây, dường như là một điểm sáng tương đối trên tiền tuyến. Ở đó, lữ đoàn cơ giới số 24 dọc kinh nghiệm của Ukraine đã giữ cho lực lượng Nga gần như đứng yên ở rìa phía Tây của thành phố trong nhiều tháng được hỗ trợ rất nhiều bởi hàng gia phòng thủ là kênh đào Sivetsky Donetsk Donbass. Nhưng sau những áp lực liên tục, lực lượng Nga đã vượt qua kênh đào vào giữa tháng 10. Nếu họ có thể củng cố sự hiện diện ở phía tây kênh đào và tiến xa hơn, quân đội Nga có thể thu hẹp khoảng cách đến các thành phố Slovian, Kramatov và Drukhivka. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, chỉ trong ngày 4 tháng 11, phía Nga đã bắn hạ 42 máy bay không người lái, 4 tên lửa HIMARS của Mỹ cùng một quả bom dẫn đường Hammer của Pháp do Ukraine triển khai. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các vũ khí tân tiến mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống tên lửa HIMARS, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ thống HIMARS của Mỹ được đánh giá là vũ khí chiến lược giúp Ukraine đối đầu với các mục tiêu của Nga nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Trên chiến trường, HIMARS còn giúp Ukraine phá hủy nhiều hệ thống pháo tầm xa, hệ thống radar và hệ thống tác chiến điện tử của Nga, những tài sản quân sự quan trọng vốn nằm ngoài tầm với của các loại vũ khí khác. Việc triển khai HIMARS cũng mang lại sự thay đổi chiến lược cho Ukraine. Nếu trước đây quân đội Ukraine chủ yếu tham gia vào các trận đánh tiêu hao ở vùng Donbass, thì nay họ đã chuyển sang chiến thuật bất đối xứng, tấn công vào những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Điều này bao gồm việc nhắm vào các tuyến hậu cần dựa trên đường sắt, các kho tiếp tế và các khu vực tập trung lực lượng của Nga. Điển hình, nhiều kho lưu trữ đạn pháo của Nga đã bị tấn công trực tiếp, gây thiệt hại lớn cho khả năng hậu cần của đối phương. HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, là một hệ thống pháo binh cơ động dạng mô-đun được phát triển cho quân đội Mỹ và được ca ngợi về khả năng thích ứng trong các tình huống chiến đấu có rủi ro cao. Được biết đến với tính linh hoạt, HIMARS vượt trội trong việc nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của đối phương như hệ thống radar, trung tâm chỉ huy, đơn vị thiết giáp và các điểm chiến lược khác. Được lắp trên khu gầm xe tải nhẹ 6x6, hệ thống này được thiết kế để xử lý nhiều địa hình khác nhau và nhanh chóng tiếp cận các vị trí chiến thuật, kết hợp tốc độ cao với hỏa lực mạnh mẽ. Hệ thống HIMARS tương thích với nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa M31, GMLRS dẫn đường bằng GPS, có tầm bắn lên tới 80 km và tên lửa ATAK MS tầm xa hơn, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 300 km. Mỗi đơn vị HIMARS có thể mang theo một cụm gồm 6 tên lửa GMLRS hoặc một tên lửa Atak duy nhất mang lại sự linh hoạt cho người vận hành dựa trên yêu cầu nhiệm vụ. Một lợi thế lớn của HIMARS là khả năng tích hợp vào các môi trường chiến tranh tập trung và mạng lưới, tiếp nhận thông tin mục tiêu theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau như UAV, máy bay chiến đấu và các đơn vị tình báo. Khả năng kết nối này cho phép người vận hành phản ứng ngay lập tức với các điều kiện thay đổi trên chiến trường, phối hợp với các hệ thống vũ khí khác để tấn công đồng bộ có độ chính xác cao. Khả năng tương tác như vậy khiến HIMARS trở thành một phần không thể thiếu của các chiến lược tác chiến đương đại, nâng cao hiệu quả của nó như một phần của lực lượng đồng minh và liên minh. Được quân đội Mỹ áp dụng rộng rãi, HIMARS đã chứng minh được giá trị của mình đối với một số đồng minh NATO và các quốc gia khác trên thế giới. Binh sĩ Ukraine có tên là Anton Shusko bị thương nặng. Anh thở phào nghĩ rằng cuối cùng mình đã an toàn khi gặp đội cứu hộ sau nhiều giờ nguy hiểm rình rập ở chiến trường ở miền đông Ukraina, nhưng mối nguy hiểm khác lại trực chờ đánh úp Susko trên giường bệnh. Đó là vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Khi được đưa đến bệnh viện ở Dnipro, đông nam Ukraina điều trị, vết thương ở chân trái của Susko đã bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, gây khó khăn cho các bác sĩ. Hàng ngàn binh sĩ khác, giống như Susko, trở về từ tiền tuyến với những vết thương lở loét do vi khuẩn kháng thuốc. Đây là mối nguy hiểm đáng sợ ít được biết đến của xung đột Nga-Ukraine. Vi khuẩn từ lâu đã phát triển khả năng kháng thuốc, được điều chế để chống lại chúng, khiến nhiều loại thuốc trở nên mất tác dụng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tình trạng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh đã gây ra trực tiếp hơn 1 triệu ca tử vong và góp phần dẫn đến 5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tình trạng này gia tăng nhanh chóng do việc sử dụng không đúng cách hoặc quá mức thuốc kháng sinh để điều trị cho con người, động vật và cả thực phẩm. Đây cũng là điều đã diễn ra ở Ukraine. Nhưng Ukraine đã ghi nhận sự gia tăng đặc biệt về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong giai đoạn xung đột với Nga. Đại diện của WHO tại Ukraine, Jano Habich, nhận xét Nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta thấy tình trạng kháng thuốc kháng sinh gia tăng thực sự là do cuộc xung đột đang diễn ra. Đối đầu trực tiếp với các cuộc không kích đã dẫn đến gia tăng số lượng quân nhân bị thương, khiến các bệnh viện vốn thiếu nhân lực ở Ukraine rơi vào tình trạng quá tải. Bệnh viện Dnipro, Mechnikov, nơi Susko đang được điều trị, đã phải xử lý khối lượng công việc tăng gấp 10 lần. Bác sĩ phẫu thuật Sergei Kosunikov tại Dnipro, Mechnikov cho biết mỗi vụ nổ là một vết thương hở và mỗi vết thương hở là một khu vực nhiễm trùng. Các vết thương trên chiến trường hiếm khi được điều trị kịp thời bởi việc giải cứu quân nhân bị thương khỏi tiền tuyến, bị thiết bị bay không người lái rình rập ngày càng trở nên nguy hiểm. Bác sĩ Kosunikov lý giải rằng đến khi các nhóm y tế có thể sơ cứu cho quân nhân, vết thương thường đã nhiễm trùng, lở loét, có mô và xương hoại tử và đầy vi khuẩn nguy hiểm. Để cứu sống bệnh nhân, các y bác sĩ thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc cơ đơn thuốc kháng sinh mạnh và họ thường không có thời gian chờ kết quả xét nghiệm để xác định loại kháng sinh phù hợp. Bác sĩ Kosunikov kết luận, chúng ta càng cố gắng tiêu diệt vi khuẩn thì nó càng tự vệ. Thực tế này khiến các bác sĩ phải sử dụng những loại thuốc kháng sinh ngày càng mạnh hơn để cứu sống bệnh nhân. Ukraine từ lâu đã nổi tiếng với tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao so với hầu hết các quốc gia châu Âu khác, bởi cho đến gần đây, thuốc kháng sinh vẫn có thể mua được mà không cần đơn thuốc. Ông Habich khẳng định chúng ta cần nghiên cứu kỹ hơn về nguyên nhân gốc rễ của tình trạng kháng thuốc kháng sinh bởi xung đột vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết, một phần của nghiên cứu đó dựa vào việc giám sát và Ukraine đã tăng số lượng phòng thí nghiệm theo dõi vi khuẩn kháng thuốc lên 100 so với chỉ 3 phòng thí nghiệm ở thời điểm năm 2017. Song song với đó, ông Habich nhấn mạnh cần chấm dứt xung đột và giám sát, nghiên cứu để đảm bảo phương pháp điều trị phù hợp. Quay trở lại với Susco, anh đã được xuất viện sau vài tuần điều trị với tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vừa qua cho biết, lực lượng Nga đã phóng 2.023 máy bay không người lái UAV tự sát tầm xa dòng Geran và một loại phi cơ chưa xác định vào nước này trong tháng 10, gấp gần 3 lần mức 700 chiếc trong tháng 9. Cơ quan này cho hay, trong số này, 1.185 UAV bị phòng không bắn hạ, 29 chiếc bay khỏi vùng trời Ukraine kiểm soát, tính từ đầu năm 2024, Nga đã triển khai 6.987 UAV nhằm vào Ukraine, phần lớn đều nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Trong cuộc họp với quyền tư lệnh không quân Ukraine Anatoly Krivionoko cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh lượng UAV Geran được Nga triển khai trong mùa thu năm nay nhiều gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này thường không công bố số lượng UAV cảm tử và tên lửa được triển khai trong mỗi đòn tấn công Ukraine trong bối cảnh đó tổng thống zelensky thông báo rằng các biện pháp chống lại uav tấn công và bom fab của nga đã được thảo luận tại bộ chỉ huy ông nói mọi người đều thấy nga sử dụng uav shahed và fab nhiều đến mức nào nỗi kinh hoàng này đang gia tăng hàng tháng cần có nhiều biện pháp đối phó hơn nhà lãnh đạo chỉ rõ chúng tôi thảo luận cả về tăng cường các nhóm hỏa lực cơ động và áp dụng phương pháp thực tế bắn hạ shahed bằng máy bay không người lái đồng thời phát triển lực lượng để giải quyết rốt ráo vấn đề FAB của Nga. Ngoài ra còn có những quyết định cấp bách cần phải được đưa ra để thực hiện và những điều mang tính chiến lược hơn sẽ được tính đến trong kế hoạch nội bộ nhằm củng cố Ukraine tại điểm phòng thủ tương ứng. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, cũng tại Bộ Chỉ huy, vấn đề tăng cường sản xuất vũ khí đã được thảo luận, chủ yếu là máy bay không người lái và tên lửa. Về mặt trực tiếp, Chúng tôi thảo luận về thực tế rằng Nga đang hoạt động ở khu vực Donetsk và cũng đã tăng cường hoạt động ở miền nam Ukraine. Đặc biệt, chiến dịch Kursk đã được thảo luận tại Bộ Chỉ huy. Tưởng như những lớp lưới chống máy bay không người lái cảm tử chỉ xuất hiện trên xe tăng thiết giáp Nga, thì giờ đây chúng hiện diện cả ở các nhà máy lọc dầu của quốc gia này. Có nơi chỉ che chắn riêng các bồn chứa, chỗ lại răng kín cả nhà máy, kho tàng, và hiệu quả chống đỡ đòn đánh cũng khác nhau những cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào khu vực Stavropol đã buộc Moscow phải tăng cường gia cố mục tiêu và mới đây, cụm lưới chống UAV đã bảo vệ thành công một kho dầu của Liên bang Nga. Đoạn video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được kênh Telegram địa phương đăng tải. Công trình được bảo vệ có lưới chống UAV bố trí xung quanh theo chu vi bồn chứa sản phẩm dầu mỏ đã ngăn chặn một cuộc tấn công trực tiếp của máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Sau khi lao vào lưới chắn, đầu đạn có sức nổ mạnh bị kích hoạt gây ra vụ nổ khá lớn, nhưng không thể gây hư hại cho bồn chứa hay tạo ra đám cháy lan. Theo báo chí Nga, yêu cầu phòng chống UAV được đưa ra vào đầu năm nay, khi Ukraine đẩy mạnh tấn công hạ tầng năng lượng Nga, chính phủ Nga đã chính thức ban hành văn bản quy định trách nhiệm hình sự đối với việc không tuân thủ biện pháp bảo vệ mục tiêu có nguy cơ bị khủng bố, trong đó đặt mọi trách nhiệm bảo vệ vật thể chiến lược như nhà máy lọc dầu lên chủ quản lý trực tiếp. Hiện tại ở Nga không có bất cứ quy chuẩn nào về việc thiết lập công trình phòng thủ để bảo vệ các đối tượng như vậy, cho nên các biện pháp tăng cường an ninh được thực hiện theo nhiều cách. Trước thực tế trên, hiệu quả của việc chống lại những cuộc tấn công do máy bay không người lái Ukraine thực hiện tại những địa điểm khác nhau cũng mang lại những kết quả khác biệt. Bên cạnh thành công là một vài thất bại, điển hình như cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay nhằm vào một trong những kho dầu ở vùng Bengorod, bồn lưu trữ nhiên liệu vẫn bị phá hủy cho dù đã được gia cố bằng lưới chống UAV. Một giải pháp kỳ công hơn đã được quan sát thấy ở một số cơ sở năng lượng. Ví dụ nhà máy lọc dầu Moscow được quây kín bằng lớp bảo vệ có dạng cáp kim loại, bao phủ toàn bộ chu vi rộng lớn của cơ sở hạ tầng. Cấu trúc nói trên sử dụng dây cáp kim loại độ dày 8mm, khoảng cách giữa những sợi dây là 60cm. Theo lý thuyết, độ bền của dây cáp đủ để chặn một vật thể nặng lao vào với tốc độ cao, khiến UAV trượt xuống và không gây hại cho công trình. Có lẽ sắp tới, Ukraine cũng sẽ tìm phương cách vô hiệu hóa biện pháp phòng thủ của Nga. Cuộc đối đầu giữa khiên và giáo vẫn rất khó lường. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Thưa quý vị, các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời bỏ phiếu của CNN năm nay đã phỏng vấn hàng nghìn cử tri, cả những người đã bỏ phiếu trong ngày bầu cử và những người đã bỏ phiếu sớm hoặc vắng mặt. Vậy các cử tri Mỹ đã nói gì sau khi rời phòng bỏ phiếu theo kết quả tham dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của CNN, chỉ khoảng 1 phần 3 số cử tri trong cuộc bầu cử năm nay cho rằng nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tốt hoặc tuyệt vời. Trong khi năm 2020, khoảng một nửa số người được hỏi đưa ra nhận định như vậy. Khoảng 1 phần 3 nói rằng nền kinh tế đang không tốt lắm và 1 phần 3 còn lại nói rằng nền kinh tế hiện rất kém. Chỉ 25% số cử tri cho biết họ có cuộc sống tốt hơn so với 4 năm trước. 45% nói rằng cuộc sống của họ tệ hơn và khoảng 30% nói rằng mọi thứ không thay đổi. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bỏ phiếu năm 2020, khoảng 40% nói rằng họ cảm thấy tốt hơn và chỉ 20% nói rằng họ cảm thấy tệ hơn. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri năm nay, khoảng 1 phần 5 số cử tri cho biết lạm phát đã khiến họ và gia đình khó khăn hơn trong năm qua. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng lạm phát ở mức vừa phải và khoảng 1 phần 4 nói rằng lạm phát không gây khó khăn cho họ. 2 phần 3 số cử tri được hỏi cho biết họ tin tưởng cuộc bầu cử năm nay được tiến hành công bằng và chính xác, nhưng quan điểm lại rất khác nhau giữa các cử tri ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và các cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Khoảng 9 trong số 10 cử tri ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ cho biết họ tin tưởng vào cuộc bầu cử, trong khi chỉ khoảng một nửa số cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có quan điểm tương tự. Khoảng 3 phần tư số cử tri nói chung cho rằng nền dân chủ ở Mỹ đang bị đe dọa. Chỉ khoảng 1 phần tư đánh giá là an toàn gần 4 trong số 10 người nói rằng nền dân chủ đang bị đe dọa rất nhiều. Phần lớn cử tri, khoảng 7 trong số 10 người được hỏi cho biết họ lo ngại về bạo lực do cuộc bầu cử gây ra. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời phòng bỏ phiếu của CNN năm nay phỏng vấn hàng nghìn cử tri, cả những người đã bỏ phiếu trong ngày bầu cử và những người đã bỏ phiếu sớm hoặc có vắng mặt. Điều này khiến cuộc thăm dò trở thành một công cụ mạnh mẽ để hiểu được hồ sơ nhân khẩu học và quan điểm chính trị của cử tri trong cuộc bầu cử năm nay. Dù vậy, chúng cũng có biên độ sai số nhất định. Cuộc thăm dò của CNN kết hợp giữa phỏng vấn trực tiếp với những người bỏ phiếu trong ngày bầu cử và phỏng vấn qua điện thoại và khảo sát trực tuyến để thăm dò quan điểm của những người bỏ phiếu sớm và vắng mặt qua thư. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp được Edison Research hiện thay mặt cho National Election Pool, một nhóm các hãng truyền thông theo dõi bầu cử. Phỏng vấn trực tiếp trong ngày bầu cử được tiến hành ngẫu nhiên tại 279 địa điểm bỏ phiếu, đặt câu hỏi cho 16.604 cử tri biên độ sai số là cộng trừ 2 điểm phần trăm. Theo CNN, một cử tri đã đăng ký tại bang Arizona đã kiện tỷ phú Elon Musk và Ủy ban Hành động America PAC ủng hộ ông Trump với cáo buộc gian lận vì đã nói dối về khoản tiền tặng hàng ngày 1 triệu đô la Mỹ. Nguyên đơn Jacqueline McAfee đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông Musk để bày tỏ sự ủng hộ tu trình an thứ nhất và thứ hai về đảm bảo quyền tự do so ngôn luận và quyền sở hữu vũ khí. Ông Musk nói rằng những người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ nhóm những người đã ký vào bản kiến nghị đó. Tuy nhiên, các luật sư của ông Musk đã nói rằng những người chiến thắng không được chọn một cách ngẫu nhiên mà thay vào đó được chọn dựa trên sự phù hợp của họ để quảng bá cho America PAC. Trong đơn kiện, nguyên đơn Mark Afferty nói rằng nếu biết không có cơ hội nhận được 1 triệu đô la Mỹ, thì cô đã không ký vào bản kiến nghị và sẽ không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của mình, bao gồm địa chỉ và số điện thoại di động. Cũng theo CNN, do lo ngại ra lận bầu cử cũng như tác hại từ các thuyết âm mưu, xuất phát từ cáo buộc hồi năm 2020 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm nay, giới chức bầu cử Mỹ cho biết, luôn xem xét rất kỹ lưỡng nhiều khía cạnh bỏ phiếu, gồm tư cách bầu cử của cử tri, hệ thống bỏ phiếu và kiểm phiếu đặc biệt ở các bang chiến trường quan trọng. Các quan chức bầu cử trên khắp nước Mỹ, đặc biệt ở các bang chiến trường, cam kết duy trì tính trung thực của cuộc bỏ phiếu và kêu gọi cử tri không bị các thuyết âm mưu đánh lừa. Thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger nói, tại bang Georgia, việc bỏ phiếu rất dễ và việc gian lận rất khó. Hệ thống bầu cử của chúng tôi an toàn và đội ngũ của chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử chính thức. Trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump và các đảng viên Cộng hòa đã đưa ra những cáo buộc về gian lận bỏ phiếu, khiến những người ủng hộ ông tin rằng cuộc bầu cử là không hợp pháp nếu ông thua cuộc. Phần lớn cử tri Mỹ đánh giá tích cực về trải nghiệm bỏ phiếu. Theo một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, đa số cử tri tự tin rằng cuộc bầu cử này sẽ diễn ra tốt đẹp, bất kể họ ủng hộ ứng viên nào. Tuy nhiên, người ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tự tin hơn nhiều, với 90% cho rằng Cuộc bầu cử sẽ diễn ra xuân sẻ so với 57% người ủng hộ ông Trump. Những cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Trump đặc biệt nghi ngờ liệu phiếu bầu vắng mặt và qua thư có được tính chính xác hay không. Theo dữ liệu vệ tinh được chia sẻ công khai bởi hệ thống thông tin cháy rừng để quản lý tài nguyên FIRM của NASA, một số điểm cháy không rõ nguồn gốc đã xuất hiện trên biển đen. Khu vực các đám cháy xuất hiện thuộc lãnh hải của Nga, một số điểm cháy khá gần mũi Tây của bán đảo Crum và một số điểm khác gần khu vực đảo rắn. Tờ Newsweek dẫn lời nhóm giám sát crum Wins cho biết trên Telegram rằng các đám cháy xảy ra ở Biển Đen tại những nơi không có giàn khoa sản xuất khí đốt và dầu mỏ. Nhóm này đã đăng ảnh về những phát hiện của mình vào ngày 3 tháng 11, cho biết những bất thường đã xảy ra một tháng trước. Crimea Win cho biết, có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra trên biển mà chúng ta hầu như không biết gì, lực lượng phòng vệ Ukraine không bình luận về sự hiện diện và nguyên nhân của các vụ cháy trên biển. Hồi tháng 8, kênh Telegram Kremlin, viện dẫn ảnh vệ tinh cũng cho thấy, cụm giàn khoan dầu khí Boyko trên biển đen đã bốc cháy. Theo Pravda, ba giàn khoan ở phía đông đảo Zmini, đảo rắn, được cho là đã bị tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy giàn khoan ở giữa đã bốc cháy và một cột khói đã bốc lên từ giàn khoan khác. Ukraine giành quyền kiểm soát cụm giàn khoan Boyko vào tháng 9 năm 2023. Trước đó, các giàn khoan này thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga từ năm 2014. Moscow bị cáo buộc sử dụng chúng cho mục đích quân sự như làm bãi đáp trực thăng, triển khai radar kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2020. Boyko là cụm giàn khoan dầu khí quan trọng về mặt chiến lược trên biển đen, nằm giữa Crimea và Odessa. Ở diễn biến khác, thời gian gần đây, cựu quan chức cấp cao thuộc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos tiết lộ hạm đội biển đen của nước này đã phải liên tục di chuyển do các cuộc tấn công của thiết bị không người lái Ukraine. Tờ Pravda dẫn lời cựu quan chức Nga. Trên thực tế, hạm đội biển đen buộc phải di chuyển với các tàu lớn của hạm đội thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của xuồng tự sát không người lái đối phương. Vào tháng 10 năm 2023, The Wall Street Journal đưa tin Nga đã rút phần lớn hạm đội biển đen khỏi quân ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Theo The Wall Street Journal, Hải quân Nga đã di chuyển các tàu lớn, bao gồm 3 tàu ngầm tấn công và hai tàu khu trục từ Sevastopol đến các cảng khác để tránh cuộc tấn công của Ukraine. Hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích công bố vào thời điểm đó xác nhận một phần đáng kể các tàu của hạm đội Biển Đen đã được chuyển từ Sevastopol đến Novorossiysk ở Krasnodar. Tháng 7 năm 2024, người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết Nga đã rút toàn bộ tàu tuần tra của hạm đội Biển Đen khỏi Crimea. Thống kê từ Bộ Tổng cục Tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine tính đến đầu năm 2024, lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa khoảng 33% trong tổng số tàu chiến hạm thuộc Biển Đen của Nga kể từ khi xảy ra xung đột nổ ra vào tháng 2, 2022. Đương kim Tổng thống Moldova Maya Sandu đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 tại nước này. Chiến thắng củng cố hơn nữa chương trình nghị sự hội nhập Liên minh châu Âu của chính phủ thân phương Tây nắm quyền tại Moldova từ năm 2020. Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova công bố, sau khi kiểm đếm 96,94% số phiếu bầu, bà Maya Sandu giành được 53,42% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên của Đảng Xã hội, Alexander Stoyanoglu được 46,58%. Cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Moldova có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tương đối cao. Tính đến 21 giờ ngày 3 tháng 11, thời điểm các điểm bỏ phiếu đóng cửa tỷ lệ cử tri đi bầu là 54%, khoảng 1,6 triệu cử tri, vượt ngưỡng 20% cần thiết để công nhận cuộc bầu cử hợp lệ. Phát biểu ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, bà Maya Sandu tuyên bố, Hỡi những người dân Moldova, các bạn đã bước vào tương lai. Tôi biết ơn từng người trong số các bạn đã đến bỏ phiếu. Tôi đã lắng nghe tiếng nói của các bạn, những người đã ủng hộ tôi và cả những người không bỏ phiếu cho tôi. Tôi cam kết sẽ trở thành tổng thống của tất cả các bạn. Trong khi đó, ứng cử viên đảng xã hội Alexander Stoyanoglu tuyên bố sự lựa chọn của người dân sẽ quyết định con đường tương lai của Moldova. Ông không phản đối sự hội nhập của Moldova với châu Âu, nhưng cũng muốn Moldova xây dựng lại quan hệ với Nga. Cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được tiến hành 2 tuần sau khi 50,35% cử tri Moldova ủng hộ việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu. Đây là một kết quả khá xít sao, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc ở quốc gia 2,6 triệu dân này về con đường hội nhập châu Âu trong tương lai. Moldova có đa số người nói tiếng Rumani và một nhóm thiểu số nói tiếng Nga. Kể từ khi Liên Xô tan rã, nước này đã chứng kiến sự thay đổi thường xuyên giữa các chính quyền thân phương Tây và thân Nga. Tổng thống thân phương Tây Maya Sandu nắm quyền tại Moldova từ năm 2020 và đảng của bà cũng đã giành được đa số ghế trong quốc hội một năm sau đó. Chính phủ của bà ủng hộ việc hội nhập chặt chẽ hơn với phương Tây, bao gồm tư cách thành viên Liên minh châu Âu vào năm 2030. Bà phản đối mạnh mẽ chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nga hiện có gần 1.500 quân đồn trú tại khu vực ly khai Transnistria. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng việc Tổng thống Maya Sandu tái đắc cử và tương lai châu Âu của Moldova. Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola tuyên bố Chúng tôi tự hào là một trong những đồng minh và người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Moldova. Và chúng tôi hiểu rằng tương lai của Moldova nằm trong Liên minh châu Âu và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ con đường gia nhập EU của nước này. Moldova đã có được tư cách ứng cử viên EU vào tháng 6 năm 2022 và được bật đèn xanh về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập với khối này vào đầu năm nay. Theo trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bộ này đã đổi tên Cục Hợp tác Châu Âu (DEC) thành Cục các vấn đề Châu Âu (DEP). Những thay đổi trong giao diện hiển thị trên trang của bộ đã được thực hiện vào đầu tuần trước. Mặc dù từ hợp tác đã được thay thế bằng từ vấn đề trong tên của cục, nhưng theo phân công nhiệm vụ DEP vẫn sẽ thực hiện các chức năng giống như trước. Nhiệm vụ của Cục là giải quyết các vấn đề của các tổ chức quốc tế châu Âu như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, Hội đồng châu Âu, EU và NATO. Tên của Cục chỉ được thay đổi trong phiên bản tiếng Nga của trang web. Hiện tại, Cục vẫn được gọi là Cục Hợp tác châu Âu trong các phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Kể từ năm 2014, khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea, Mối quan hệ giữa Nga và các tổ chức châu Âu trở nên rắc rối. Mối quan hệ này thậm chí còn xấu đi hơn sau khi xảy ra xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Khi đó, EU công khai liên tục hỗ trợ vũ khí và tài chính cho Kyiv. Hồi tháng 8, Moscow tuyên bố OSCE đang trong tình trạng khủng hoảng do các quốc gia thành viên không thể tìm được tiếng nói chung về những vấn đề cơ bản nhất. Năm ngoái, Nga đã rút khỏi Hội đồng châu Âu, khẳng định tổ chức này đã bị phương Tây chiếm đoạt để thúc đẩy lợi ích của mình. Nga cũng coi các quốc gia EU là những quốc gia không thân thiện, trong khi coi NATO là một khối quân sự thù địch. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả tình trạng quan hệ giữa Moscow và EU đang ở mức thấp nhất. Năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố EU đã mất Nga. Theo nhà chức trách, các quốc gia EU hiện chưa sẵn sàng đàm phán với Moscow. Ông nhấn mạnh thêm, hợp tác với khối này chỉ có thể được nối lại nếu nó diễn ra trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của Nga. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đặt hàng số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực MBT M1A2 CV3 tối tân. Đây chính là phiên bản mới nhất của dòng MBT Abram hiện đang được sản xuất cho quân đội Mỹ. Hợp đồng quy định thời gian bàn giao xe tăng Abram cho bắt đầu vào năm 2025 và hoàn thành trong năm 2026. Mặc dù vậy, có nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc M1A2CV3 đầu tiên sẽ tới nước Ba Lan trong năm 2024. Đại diện nhà sản xuất Mỹ là tập đoàn General Dynamics Land System nói rõ, lô xe tăng M1A2CV3 System Enhanced Package Version 3 đầu tiên dành cho quân đội Ba Lan đã sẵn sàng và những chiếc MBT này được gửi đi bằng đường biển. Thời gian để tàu vận tải từ Mỹ đến Ba Lan yêu cầu vài tuần. Vì vậy, nhiều khả năng những chiếc xe tăng M1A2 CV3 đầu tiên, tức là phiên bản Abram mới nhất hiện đang được sản xuất, sẽ cập cảng quốc gia Trung Âu này vào cuối năm 2024. Tiến độ giao hàng như trên đã nhanh hơn khá nhiều so với lịch trình ban đầu, bởi vì dự kiến những chiếc MBT hạng nặng do Mỹ sản xuất phải tới quý II năm 2025 mới được bàn giao cho Ba Lan. Hiện tại, đại diện tập đoàn GDLs. General Dynamics Land System, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất xe tăng M1 Abram, cho biết họ không thể cung cấp cho báo chí thông tin cụ thể về ngày giao hàng hoặc số lượng vì lý do an ninh. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ba Lan đặt mua 250 xe tăng M1A2 cv 3 trị giá 4,75 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng còn bao gồm 26 xe hỗ trợ kỹ thuật M88A2 Hercules và 17 xe hộ tống M110 GAB. Trước đó, Ba Lan cũng đặt mua 116 xe tăng M1A1 FEP cùng với MBT. Những phương tiện sau đây đã được đặt hàng. 12 xe hỗ trợ quỹ thuật M88A2 Hercules, 8 xe bắc cầu M1074 JIB cùng với khung gầm và 6 xe chỉ huy M577. Tất cả 116 chiếc đều được giao mặc dù hợp đồng mới chỉ được ký vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, nhân viên của tập đoàn GDLS đã xác nhận toàn bộ 116 xe tăng M1A1FEP của Ba Lan sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn M1A2CV3. Không chỉ riêng m 1 a 1 sv 3 lục quân Ba Lan cũng đang liên tục được nhận xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther do Hàn Quốc chế tạo, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với MBT của Mỹ. Với sự đầu tư mạnh mẽ về năng lực tác chiến như trên, quân Ba Lan sẽ mạnh nhất trong số các quốc gia NATO tại châu Âu, Ba Lan đang trở thành bức tường thành bảo vệ vững chắc sườn đông NATO nhằm sẵn sàng chặn đứng nguy cơ xung đột vũ trang trên diện rộng có thể xảy ra từ phía Nga. Lục quân Ba Lan sẽ mạnh nhất trong số các quốc gia NATO tại châu Âu. Liên quan đến xung đột ở Trung Đông, thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia, quốc gia có phần lớn dân số là tín đồ Hồi giáo, mới đây đã lên tiếng chỉ trích Israel trong cuộc xung đột ở giải Gaza, cho đến nay đã khiến hơn 43.000 người thiệt mạng. Theo báo South China Morning Post, Đối với các nhà lập pháp, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập tại một hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới nhằm hướng tới thỏa thuận trục xuất Israel khỏi Liên Hợp Quốc. Ông Anwar Ibrahim cáo buộc Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chỉ thị mà Liên Hợp Quốc đề ra trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Malaysia cũng lên tiếng chỉ trích Israel trong cuộc xung đột tại giải Gaza và cấm công ty vận tải biển Jim của Israel hoạt động tại nước này. Bên cạnh đó, người dân Malaysia còn tích cực tẩy chay các doanh nghiệp mà họ cho là có dính lưu tới Mỹ, đồng minh thân cận kiêm nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Israel. Trong một diễn biến khác, việc Israel chấm dứt công nhận cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine, UNRWA, dẫn đến lo ngại về việc dòng viện trợ quốc tế vốn đang không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của dân thường ở giải Gaza tiếp tục bị bóp nghẹt, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây diễn biến xấu đi. Cụ thể, thời báo Israel ngày 4 tháng 11 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Israel xác nhận Nước này đã thông báo tới Liên Hợp Quốc về quyết định rút khỏi thỏa thuận đạt được năm 1967 về việc công nhận hoạt động của UNRWA. Động thái này diễn ra vài hôm sau khi Quốc hội Israel thông qua hai đạo luật chống UNRWA, trong đó đạo luật đầu tiên cấm mọi hoạt động và dịch vụ của UNRWA trên lãnh thổ Israel, dự kiến có hiệu lực sau 3 tháng. Đạo luật thứ hai coi UNRWA là một tổ chức cực đoan, cắt đứt mọi quan hệ giữa nhân viên chính phủ Israel và UNRWA, đồng thời tước bỏ quyền miễn trừ pháp lý của các thành viên cơ quan do Liên Hợp Quốc thành lập này. Trong tuyên bố mới nhất, Israel một lần nữa mô tả UNRWA là một phần vấn đề chứ không phải giải pháp dành cho giải Gaza. Cáo buộc nhiều nhân viên UNRWA là thành viên của Hamas và từng tham gia cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 vốn là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. UNRWA được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 1949 có mục tiêu ban đầu là hỗ trợ người tị nạn Palestine bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ trong quá trình thành lập nhà nước Israel. Trong hơn 7 thập kỷ qua, UNRWA được Liên Hợp Quốc khẳng định là cơ quan có vai trò then chốt trong nỗ lực hỗ trợ, cung cấp viện trợ quốc tế cho người Palestine sinh sống ở giải Gaza, khu vực bờ Tây, cũng như ở Liban, Jordani và Syria. Hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA đưa tin, trực thăng quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, gặp nạn ở thành phố Shukan, tỉnh biên giới Sistan, Baluchistan, khi đang tiến hành hoạt động chiến đấu trong một cuộc tập trận. Hai người thiệt mạng là chuẩn tướng Hamid Mazandarani, chỉ huy lữ đoàn Niveve thuộc tỉnh Golestan và Hamed Jangadi, phi công lực lượng lục quân của IRGC. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến trực thăng rơi. Hãng tin Tasnim của Iran nói rằng chiếc trực thăng gặp nạn khi đang tham gia một cuộc diễn tập. IRGC đã tiến hành cuộc tập trận mang tên Matias of Security tại Sistan, Baluchistan từ đầu tháng 11 năm 2024. Theo IRNA, chiếc trực thăng bị rơi là loại gyroplane có kích thước nhỏ và thường chỉ có hai chỗ ngồi. Sistan, Baluchistan, giáp biên giới với Pakistan là một trong những tỉnh nghèo nhất Iran. Tỉnh này thường xuyên ghi nhận các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Iran và phiến quân từ nhóm thiểu số Baluch, các nhóm Sunni cực đoan và những kẻ buôn bán ma túy. Tai nạn trực thăng hiếm khi xảy ra ở Iran. Tuy nhiên, trước đó, trong sự cố hồi tháng 5, Tổng thống Iran khi đó, là ông Ebrahim Raisi cũng đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông và bảy quan chức khác đâm vào sườn núi. Theo đó, Tổng thống Raisi và phái đoàn Tùy Tùng đang trên đường đến tỉnh Đông Azerbaijan thì trực thăng chở họ bị rơi ở khu vực vùng núi. Trên trực thăng gặp nạn còn có Ngoại trưởng Iran lúc đó, ông Hossein Amir Abdullahian. Toàn bộ thành viên trên chiếc máy bay này đã thiệt mạng. Các cuộc điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào cũng như loại trừ khả năng có hành động phá hoại khiến máy bay bị rơi. Trong thời gian bay và 69 giây trước khi xảy ra tai nạn, liên lạc với phi hành đoàn theo tần số đặc biệt vẫn được duy trì cho thấy không có khả năng xảy ra bất kỳ giáo đoạn nào trong hệ thống liên lạc hoặc nhiễu tần số. Mới đây, hình ảnh tiêm kích F-16I của không quân Israel mang theo bốn tên lửa tàng hình Rampage đã gây sự chú ý lớn. Rất có thể loại tên lửa này đã và đang được sử dụng tích cực trong các chiến dịch của Tel Aviv. Tên lửa Rampage được hình thành như một vũ khí tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược. Động lực chính đằng sau việc tạo ra tên lửa Rampage là nhu cầu về loại đạn tấn công tầm xa chính xác giúp máy bay hoạt động ngoài tầm với của các hệ thống phòng không đối phương. Tên lửa Rampage đã trải qua các cuộc thử nghiệm bắt đầu từ giữa những năm 2010, trong đó nó đã chứng minh được độ chính xác ấn tượng trước nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các vị trí kiên cố lẫn các mục tiêu di động. Khả năng tàng hình của tên lửa trước các hệ thống phòng không của đối phương cũng được thử nghiệm. Tên lửa Rampage là sản phẩm của sự hợp tác giữa tập đoàn Israel Aerospace Industrial (EIE) và tập đoàn Elbit System dựa trên mẫu tên lửa Astra của công ty Elbit. Ban đầu, tên lửa Rampage được thiết kế để phóng từ mặt đất, nhưng sau đó, tên lửa này đã được điều chỉnh để triển khai trên không, tăng tầm bắn và tốc độ khi phóng từ máy bay chiến đấu. Tên lửa Rampage có nhiều hệ thống dẫn đường, cung cấp khả năng dự phòng để nhắm mục tiêu chính xác. Tên lửa Rampage có chiều dài 4,7 m, đường kính 30,6 cm và nặng 570 kg. Tên lửa này có thể mang đầu đạn 150 kg, giúp nó phát huy hiệu quả khi tấn công trung tâm chỉ huy cũng như nhiều mục tiêu quan trọng khác. Tên lửa Rampage có thể được phóng từ các tiêm kích F-15, F-16 và F-35 của Israel. Dựa vào công nghệ tên lửa hiện nay, Rampage có giá thành tương đối phải chăng, ước tính vài trăm nghìn đô la Mỹ cho mỗi hệ thống. Amit Haimovich, giám đốc tiếp thị của bộ phận kỹ thuật thuộc Israel Aerospace Industrial (IAI) nhận xét, đây là loại tên lửa rất khó bị đánh chặn. Trong những thập kỷ gần đây, Israel đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, đồng thời phát triển các loại đạn dược chuyên dụng cho mục đích này. Thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi Israel bán vũ khí cho các lực lượng không quân nước ngoài. Quay trở lại với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích tại ISV việc Bộ Quốc phòng Nga nỗ lực tập trung quyền kiểm soát các đơn vị UAV không chính thức có thể tạm thời làm chậm hoạt động của chính họ ở tiền tuyến Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, Bộ Tổng thống Ukraine cho hay, tổng cộng Nga đã phóng 2.023 UAV trong tháng 10, trong số này, 1.185 chiếc đã bị bắn hạ, 738 chiếc bị mất và 29 chiếc khác rời khỏi không phận Ukraine. Số UAV Nga phóng trong tháng 10 đã phá vỡ kỷ lục hồi tháng 9 với gần 700 chiếc. Cũng theo Bộ Tổng thống mưu Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 6.987 UAV tấn công Ukraine kể từ đầu năm đến nay. Điều này đồng nghĩa 29% trong số này được các lực lượng Nga phóng trong tháng 10. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV đồng thời giảm bớt sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Theo giới chuyên gia, động thái của Nga có thể nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công hàng loạt chưa từng có, chứ không phải Moscow đang kiềm chế các hành động quân sự. Trong khi đó, theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Bộ Quốc phòng Nga hiện nay đang nỗ lực tập trung quyền kiểm soát các đơn vị UAV không chính thức. Tuy nhiên, điều này có thể tạm thời làm chậm hoạt động của chính họ ở chiến trường Ukraine. Ấn phẩm những câu chuyện quan trọng của Nga đã thu hút một số thông điệp từ các blogger quân sự ủng hộ Moscow. Những người phàn nàn rằng Bộ Chỉ huy Quân đội Nga giải tán có hệ thống các đơn vị UAV không chính thức, đồng thời cử những người điều khiển giàu kinh nghiệm đi tấn công bộ binh, dẫn đến thương vong cao đối với nhóm phi công tinh hoa này. Tuy nhiên, một số blogger lại liên kết xu hướng này với những nỗ lực gần đây của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhằm thành lập các tiểu đoàn kỹ thuật UAV và trung tâm công nghệ không người lái tiên tiến Rubicon. Các nhà quan sát cũng chỉ trích những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nga nhằm thành lập các tiểu đoàn kỹ thuật UAV độc lập, chuyên biệt. Với lý do thiếu hệ thống liên lạc thống nhất của Nga, cho phép các đơn vị UAV đặc biệt phối hợp chặt chẽ hành động của họ với các đơn vị xung kích. Họ cũng phàn nàn rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ cần rất nhiều thời gian để thiết lập liên lạc giữa những đơn vị UAV mới và các đơn vị xung kích. Điều này sẽ khiến các đơn vị xung kích của Nga tạm thời mất khả năng tác chiến UAV. UAV đã trở thành vũ khí đặc trưng của xung đột Nga-Ukraine. Thực tế này đã khiến các bên tham chiến phải lập ra các đội tác chiến chống UAV đối phương từ đó xảy ra những cuộc đối đầu UAV giữa đôi bên. Theo hãng tin Reuters, thị trưởng thủ đô Kiev vitali Klitschko xác nhận phía Ukraine bắn hạ một chiếc máy bay không người lái drone được phóng từ phía Nga. Một số mảnh vỡ từ chiếc drone này rơi xuống các bãi cỏ trên bờ kè sông Dnipro đối diện công viên Muromets, quận Denis Karskid, đông bắc thủ đô Kiev, Ukraine và gây hỏa hoạn. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ hỏa hoạn trên. Trước đó, các quan chức Ukraine tố quân đội Nga không kích làm hư hại một số tòa nhà và đường dây điện ở Kiev. Ngoài ra, Kiev cũng cáo buộc Moscow đánh bom tại thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine, khiến một số người bị thương. Ông Vitaly Klitschko cũng cho biết một số vụ nổ đã làm dung chuyển Kiev cuối tháng 10 và một đám cháy đã bùng phát do cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV của Nga. Trước đó vài ngày, các kênh Telegram của Nga cũng đã đưa thiết bị bay này không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy rượu ở tỉnh Voronezh của Nga. Thống đốc tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev cho hay vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp chưa xác định và làm một người bị thương. Theo ông Gusev, khoảng 10 UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị chặn lại trên khu vực này, với các mảnh vỡ rơi xuống một doanh nghiệp công nghiệp và gây ra hỏa hoạn Gần đây nhất, các quan chức thành phố Kiev cũng cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ, khiến ít nhất một người bị thương. Theo ông Sergei Pokho, người quản lý quân sự thành phố Kiev, các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống 6 quận của thành phố làm một cảnh sát bị thương, khiến các tòa nhà dân cư bị hư hại và gây ra hỏa hoạn. Các phóng viên của Reuters cho biết họ nghe thấy tiếng nổ trong và xung quanh thành phố và cảnh báo không kích đã kéo dài hơn 5 giờ. Thời gian gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào các thị trấn và thành phố của Ukraine nằm sau tuyến đầu. Quân đội Ukraine cho biết, chỉ riêng trong tháng 10, các lực lượng Nga đã phóng hơn 2.000 máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự và quân sự trên khắp Ukraine. Nga khẳng định, các cuộc tấn công của đất này không nhắm vào dân thường và cho biết các cơ sở điện là mục tiêu hợp pháp khi chúng là một phần của cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Cho đến nay, phía Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cáo buộc không kích và đánh bom trên Đại sứ Iran tại Moscow cho biết, Nga sẽ phóng hai tên lửa của Iran lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz vào ngày 5 tháng 11, trong bối cảnh hai quốc gia đối đầu với Mỹ đang thắt chặt mối quan hệ. Cụ thể, đại sứ Iran tại Nga, Kazem Zalali cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, để tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học công nghệ giữa Nga và Iran, hai vệ tinh của Iran là Kaushar và Hot Hot sẽ được phóng lên quỹ đạo trái đất bằng tên lửa Soyuz. Việc phát triển Kaushar, một vệ tinh có độ phân giải hình ảnh cao và HotHot, Hot, một vệ tinh truyền thông nhỏ, là nỗ lực đáng kể đầu tiên trong lĩnh vực không gian của Iran. Theo ông Jalali, hai vệ tinh trên do một công ty tư nhân của Iran sản xuất trong nước, đánh dấu cột mốc quan trọng cho thấy sự tham gia của lĩnh vực tư nhân trong ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển của Iran. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran nói rằng hai vệ tinh Kawsar và HotHot Hot được đưa đến Nga cách đây khoảng 3 tuần. Trong đó Kawsar được thiết kế phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, lập bản đồ, quản lý thiên tai và giám sát môi trường còn Hot Hot là vệ tinh Internet. Tờ này tiết lộ, Kaosha bắt đầu được phát triển từ năm 2019, sở hữu các cảm biến hình ảnh độ phân giải cao, trong khi Hot Hot chỉ mất một năm để sản xuất nhờ kinh nghiệm từ Kaosha. Độ tuổi trung bình của các kỹ sư tham gia thiết kế hai vệ tinh này là 25 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên tên lửa Soyuz đưa vệ tinh Iran lên không gian. Hồi tháng 2, Nga đã phóng vệ tinh cảm biến nghiên cứu PAS-1 của Iran vào không gian bằng tên lửa Soyuz từ sân bay vũ trụ Vostochny. Các chính phủ phương Tây, trong đó có cả Mỹ, đã nhiều lần cảnh báo Iran về những cuộc phóng vệ tinh như trên, lập luận rằng công nghệ tương tự có thể được sử dụng cho tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Iran đã phản bác rằng họ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân và các cuộc phóng vệ tinh và tên lửa của họ chỉ nhằm phục vụ những mục đích dân sự hoặc phòng thủ. Ông Oleksandr Mironenko, giám đốc điều hành của công ty thép Metinvest của Ukraine, kể lại trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Newsweek rằng một nhóm binh sĩ Ukraine đã nhanh chóng vào nơi trú ẩn trong một thùng kim loại nằm sâu vài mét dưới lòng đất khi một quả bom dẫn đường nặng tới 250 kg có sức hủy diệt cao của Nga rơi xuống gần đó. Ông nói có thể phải mất nhiều ngày họ mới được giải cứu, nhưng tấm chắn thép này đã cứu sống họ. Trong bối cảnh Nga đang tiến chậm nhưng chắc ở mặt trận phía đông và tăng cường các cuộc ném bom vào vị trí mặt đất của Ukraine, Kiev đang đẩy mạnh quá trình thiết lập các căn cứ thép đào sâu dưới lòng đất được thiết kế để bảo vệ những người lính gần tiền tuyến trước sức công phá của bom đạn. Mỗi thùng thép như vậy mất khoảng một tuần để chế tạo, được gọi là nơi ẩn náu, trong khi 6 thùng có thể được ghép lại với nhau theo thiết kế phức tạp hơn để tạo nên một sở chỉ huy bằng thép. Khoảng 600 thùng đã được sản xuất cho đến nay, tạo ra khoảng 480 nơi ẩn náu. 120 thùng còn lại đã được dùng để tạo ra tổng cộng 20 sở chỉ huy, trong đó có 14 sở chỉ huy đã được đưa vào hoạt động. Ông Mironenko cũng cho biết, 4 sở chỉ huy khác sẽ được chuyển đến vệ binh quốc gia sau khi hoàn thành. Một sở chỉ huy khác sẽ được chuyển đến đơn vị Kraken thuộc cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraina. Các nơi ẩn náu này nhằm mục đích mang lại không gian nghỉ ngơi cho các binh sĩ sau những giờ chiến đấu căng thẳng. 20 sở chỉ huy bằng thép này có thể là nơi ở của chỉ huy quân đội, cất giữ vũ khí hoặc nơi ngủ. Các thùng thép này đã được sử dụng để xây dựng các công sự dọc theo các tuyến phòng thủ của Ukraina gần Pokrovsk, một trung tâm hậu cần của Ukraina tại khu vực Donetsk. Trong năm qua, nhiều công sự hơn đã được lắp đặt gần Pokrovsk. Công ty thép Mentinvest hồi tháng 1 tuyên bố đã bắt đầu sản xuất các sở chỉ huy ngầm bằng thép. Dự án này nằm trong sáng kiến mặt trận thép của tỷ phú người Ukraine Rinat Akhmetov nhằm thiết kế các tấm chắn thép cho xe tăng Abrams do Ukraine vận hành và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ cùng các xe tăng khác do phương Tây sản xuất trên chiến trường. Các thùng thép này cũng đã được chuyển đến khu vực lân cận Lugansk và trên khắp Sơn phân bố dọc theo các tuyến xung đột chính giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, tận dụng thời điểm ban đêm, những người thợ của Mentivest đào những chiếc hố sâu tới 5 mét dưới lòng đất, gia cố thêm các lớp gỗ ốp và kim loại để tạo hình các nơi trú ẩn. Sau đó, họ phủ thêm cây cỏ lên phía trên nhằm che lớp các thùng kim loại này khỏi tầm ngắm của đối phương. Ông Mironenko nói, các sở chỉ huy bằng thép buộc phải được xây dựng dưới lòng đất, tránh trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Ông cũng cho biết thêm, trừ khi người dân địa phương và các nhóm phá hoại cố tình tiết lộ vị trí của các thùng kim loại hoặc quân đội Ukraine thiếu sót trong khâu thẩm định thì Nga rất khó có thể phát hiện ra các công trình thép ngầm này. Quân đội Nga vừa tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo đó, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander M từ tỉnh Rostov vào mục tiêu ở Dnipropetrovsk và mục tiêu ở Kharkov bằng bom dẫn đường trên không. Ngoài ra, quân đội Nga phóng 80 máy bay không người lái các loại từ hướng Brian, Quốc và brismoco Asta. Cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi nhờ sự phối hợp hoạt động của lực lượng tên lửa phòng không, không quân, các đơn vị tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng theo giờ Kiev, tổng cộng 50 máy bay không người lái của Nga đã bị phá hủy ở 9 khu vực, bao gồm Kiev, Sumy, Odessa, Kherson, Mykolaiv, Zitomi, Cherkasy, Chernihiv và Kirovohrad. Ngoài ra, 27 máy bay không người lái đã biến mất khỏi màn hình radar. Hồi tháng 10, Nga cũng từng tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine trong đêm với sự tham gia của 135 máy bay không người lái. Không quân Ukraine cho biết các lực lượng giám sát trên không của nước này đã phát hiện và theo dõi 135 máy bay không người lái UAV của Nga. Các UAV này được phóng từ Quốc, Orange và Moscow astar theo báo cáo, cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị đẩy lùi bởi lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine. Thống kê ban đầu cho thấy, khoảng 80 máy bay không người lái của Nga đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Odessa, Sumy, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Kirovograd, Chernihiv, Poltava, Khmelnytsky, Rivne, Kharkov, Kherson, Luz và Vinnytsia. 44 chiếc UAV đã biến mất khỏi radar có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế, hai chiếc UAV hướng về Belarus và 10 chiếc khác vẫn hoạt động trong không phận Ukraine. Được biết, trước đó chính quyền quân sự thủ đô Kiev đã báo cáo về cuộc tấn công của Nga và gọi đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất. Trước các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, ông Mikhailo Samanov, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Nhân sự thành phố Kiev cho hay, Nga sử dụng chiến thuật bay thấp và tìm cách trinh sát vị trí của các đơn vị phòng không Ukraine khi nhằm mục tiêu vào Kiev bằng máy bay không người lái tấn công. Ông nói các UAV tiếp cận thành phố theo nhóm, sau đó phân tán thành các mục tiêu đơn lẻ trước khi đến Kiev. Chúng bay ở độ cao rất thấp để khiến hoạt động phòng không của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông Samanov nói thêm rằng máy bay không người lái của Nga liên tục cố gắng xác định điểm yếu và vị trí phòng không Ukraine để các đợt UAV tiếp theo có thể khai thác các lỗ hổng nhằm tấn công hiệu quả hơn. Tờ Business Insider ngày 2 tháng 11 đưa tin, một số chuyên gia lập luận rằng các cuộc tấn công quy mô lớn không còn khả thi trong chiến tranh hiện đại. Theo đó, bất kỳ nỗ lực tập trung lực lượng nào để tiến công đều sẽ nhanh chóng bị máy bay không người lái UAV, máy bay do thám hoặc vệ tinh phát hiện, cho phép bên phòng thủ củng cố năng lực phòng thủ của mình. Theo một bài viết của Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết thuộc quân đội Mỹ, sự gia tăng của các hệ thống UAV trong cuộc chiến Ukraine Nga đã tạo ra một chiến trường trong suốt, được đánh dấu bằng hoạt động theo dõi gần như liên tục khiến cho việc gây bất ngờ trong tác chiến trở nên khó khăn. Tuy vậy, mặc dù có rất nhiều UAV của Nga theo dõi chặt chẽ các động thái của lực lượng vũ trang Ukraine, Kiev vẫn tập trung được những lữ đoàn thiện chiến nhất của mình cho một đợt tấn công vào Kursk, khiến Moscow choáng váng và kiểm soát được khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ vào thời điểm cao trào của đợt tấn công. Ukraine đã làm điều đó bằng cách sử dụng cùng các chiến thuật lâu đời mà phát xít Đức từng sử dụng ở cuộc tấn công bất ngờ trong trận chiến Buger vào tháng 12 năm 1944. Đầu tiên là sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Do Nga tập trung lực lượng cho các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine, điều này đã làm mỏng phần còn lại của tuyến đầu dài gần 1.000 km, bao gồm cả tỉnh Kursk. Bên cạnh đó, trước cuộc tấn công vào Kursk hồi tháng 8 năm 2024, Bộ Tư lệnh cấp cao của Ukraine cũng đã cố gắng giữ bí mật về kế hoạch này, chỉ một số ít người được biết. Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết thuộc Quân đội Mỹ cho biết, sau khi thu thập và phân tích thông tin tình báo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky đã chỉ đạo việc lập kế hoạch với sự tham dự của một số sĩ quan cấp cao. Ngoài ra, để che giấu sự chuẩn bị của mình, Ukraine cũng dùng đến thông tin sai lệch, chẳng hạn như lan truyền thông tin rằng quân đội Ukraine sẽ không có khả năng phát động một cuộc tấn công trước mùa xuân năm 2025. Còn trong cuộc chiến hiện tại trên đất Nga, Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết thuộc quân đội Mỹ cho biết, Ukraine đã chuẩn bị cho các chiến dịch của mình bằng cách làm mù các hệ thống theo dõi của Nga bằng những cuộc tấn công vào các sân bay Nga cũng như sử dụng UAV để loại bỏ UAV Nga. Theo đó, Ukraine đã chứng minh rằng các cuộc tấn công bất ngờ vẫn có thể xảy ra, ngay cả trong thời đại của UAV. Chiến dịch đột kích Kursk cũng được cho là một mũi tên trúng hai đích khi vừa thúc đẩy tinh thần chiến đấu của binh sĩ Ukraine, vừa củng cố sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây. Giữa bối cảnh có một số quan điểm ở Mỹ bắt đầu nghi ngờ khả năng Kiev có thể chiếm ưu thế. Ngoài ra, cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga cũng được tiến hành để kiểm tra giả định rằng Nga sẽ không sử dụng nó như một động thái để gia tăng xung đột. Giới quan sát phương Tây nhận định, nếu Nga tin rằng việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống sẽ trao cho họ chiến thắng rõ ràng ở Ukraine, thì tại sao họ lại phải mạo hiểm để xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn chỉ vì lợi ích của một vài tháng? Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky thời gian gần đây cho biết, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra từ đầu năm 2022, trong suốt năm 2024, Ukraina phải đối mặt với tình hình đầy thách thức trong việc bảo vệ tiền tuyến, đặc biệt là ở tỉnh Donetsk, nơi Nga liên tục tấn công. Sau cuộc họp với phái đoàn lực lượng vũ trang Séc, ông Zelensky mô tả tình hình trên chiến trường đang rất khó khăn. Ông nói, các hoạt động tấn công dồn dập vẫn tiếp diễn ở một số khu vực, đòi hỏi Ukraina phải liên tục đổi mới nguồn lực cho các đơn vị của mình. Tâm lý bi quan đang bao trùm Ukraina và Mỹ khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cố gắng trèo lái đất nước vượt qua mùa đông thứ ba của cuộc xung đột với Nga. Trang tin Newsweek nhận định, Ukraine đang đối mặt với thời khắc u ám nhất. Tại tỉnh Kursk của Nga, quân đội Moscow được cho là đã giành lại một phần đáng kể lãnh thổ mà Kiev kiểm soát trong chiến dịch đột kích bất ngờ vào tháng 8, khiến một thiếu tá Ukraine phải nói với New York Times rằng tình hình rất căng thẳng. Cuộc tấn công của Nga ở phía đông và phía nam Donetsk đang hướng đến Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng mà nếu kiểm soát được Nga sẽ thúc đẩy mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Simon Slego, nhà phân tích cấp cao về Ukraine tại nhóm khủng hoảng quốc tế, nhận định những gì đang diễn ra ở Donbass chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần của Ukraine. Nhịp độ tiến công của Nga mạnh hơn so với đầu năm nay hoặc năm 2023. Trong khi đó, cam kết chấm dứt chiến tranh nhanh chóng của cựu Tổng thống Donald Trump và sự không hài lòng về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine đã làm dấy lên nghi ngờ về nguồn viện trợ quân sự của Washington cho Kyiv sau bầu cử. Trước loạt tình hình hiện tại ông alexander dubinsky phó chủ tịch hội đồng tối cao ukraine cảnh báo tổng thống ukraine zelensky sẽ cố gắng che giấu thất bại của mình với cái giá phải trả là cả đất nước nói về những lý do có thể dẫn đến những gì đang xảy ra ông dubinsky cho rằng ông zelensky đang cố gắng hết sức để bám vào chức vụ của mình và không muốn những thất bại của mình bị công chúng biết đến ông dubinsky kết luận ông ấy không thể để lại nhân chứng cho sự thất bại của mình hãy coi đây là lý do cho những gì đang xảy ra báo mỹ new york times cũng dẫn lời các quan chức mỹ viết rằng ông Zelensky trông có vẻ kiệt sức sau thất bại của quân Ukraine ở mặt trận. Cần lưu ý rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang gây áp lực mạnh mẽ lên người Ukraine. Theo tờ The National của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vừa qua Ukraine đã phát triển một loại tên lửa tiên tiến có khả năng tấn công tới Moscow, tiềm năng gây ra tác động lớn trong cuộc xung đột với Nga. Các chuyên gia cho biết, với tầm bắn hơn 500 km, tên lửa có tên Hrim-2 có thể mang theo đầu đạn 500 kg với độ chính xác đáng kể. Sự phát triển này có nghĩa là Ukraine hiện có thể bắn tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ hoặc các đồng minh khác để sử dụng vũ khí của họ như tên lửa hành trình Storm Shadow. Tên lửa tầm xa mới của Ukraine được phát triển theo một dự án dài hạn trị giá 300 triệu đô la Mỹ và cũng nhận được 40 triệu đô la Mỹ tài trợ về nghiên cứu và phát triển từ Ả Rập Xê Út. Dự án được thúc đẩy nhanh chóng sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Ông Yeho Chenev, Chủ tịch Phái đoàn Ukraine tại NATO cho biết, sau 10 năm phát triển, hiện tên lửa đã sẵn sàng hoạt động. Ông Chenev nói, sẽ sớm có những kết quả cụ thể mà không chỉ Ukraine mà cả Liên bang Nga đều thấy. Nhà phân tích quân sự Tim Ripley cho biết, trước đây họ tức Ukraine chưa có khả năng này và nếu họ có thể tấn công từ Moscow thì đó là bước tiến lớn về khả năng tác chiến. Nhưng chỉ khi họ có thể đưa Hyrim 2 vào hoạt động ở quy mô lớn. Nếu muốn có tác động quyết định Họ phải chế tạo thật nhiều tên lửa như vậy và phải chống lại được các biện pháp đối phó tác chiến điện tử của Nga. Tên lửa Hrim-2 của Ukraine với khả năng né tránh và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể giúp Kiev đối phó hiệu quả với các hệ thống phòng không, không S-300 và S-400 của Nga. Sau vụ thử nghiệm thành công vào tháng 8, Hrim-2 có tầm bắn tối đa lên đến 700 km và kết hợp với UAV tầm xa, nó cho phép Ukraine triển khai các cuộc tấn công phức tạp vào sâu trong lãnh thổ Nga. Với trung tâm của Moscow cách lãnh thổ Ukraine, ở điểm gần nhất chưa đầy 450 km. Các chỉ huy Ukraine được cho là đang cân nhắc một cuộc tấn công vào thủ đô của Nga, có khả năng là để trả đũa cho cuộc tấn công mùa đông vào Kiev. Mặc dù nhà phân tích David Ace cho rằng những cuộc tấn công này khó có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Mặc dù hệ thống dẫn đường chính xác vẫn chưa được biết, Krim 2 có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ hệ thống phòng không của Nga, vốn đặc biệt mạnh mẽ xung quanh thủ đô Moscow. Nhưng quan trọng nhất là tên lửa này sẽ cho phép Ukraine tấn công các địa điểm quan trọng ở Nga từ sân bay đến trung tâm chỉ huy, nhà máy lọc dầu và khu vực công nghiệp quân sự mà không cần phải nhận được sự đồng ý từ các nước phương Tây. Mỹ, Anh và Pháp đều đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tấn công chính xác như hệ thống Storm Shadow và ATACMS nhưng đã từ chối cấp phép bắn chúng vào lãnh thổ Nga. Theo báo The Kiev Independent, phía Tây Bắc Bukhorodsk, các cuộc giao tranh trong đô thị vẫn diễn ra ác liệt ở các thành phố Toretsk và New York nơi các lực lượng Liên bang Nga liên tục đạt được những bước tiến nhỏ qua các con phố đổ nát. Vào mùa xuân và mùa hè, hoạt động phòng thủ của Ukraine ở Chachovia, cách thành phố Bakhmut bị phá hủy 5 km về phía Tây, dường như là điểm sáng trên tiền tuyến. Tại đây, với sự hỗ trợ đáng kể của kênh Svetsky Donetsk Donbass, một giao cản phòng thủ kiên cố, lữ đoàn cơ giới số 24 giàu kinh nghiệm của Ukraine đã giữ chân các lực lượng Liên bang Nga ở rìa phía Tây của thành phố trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sau áp lực liên tục hàng loạt cuộc tấn công thất bại và việc Liên bang Nga sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái UAV vào giữa tháng 10. Tuyến phòng thủ của Ukraine ở kênh này đã bị đột phá cả trên đường cao tốc chính dẫn vào Bakhmut và ở nội đô Chashovya. Nếu có thể củng cố vị trí của mình ở phía tây kênh Sivetsky Donetsk, Donetsk Donbass và tiến xa hơn, các lực lượng Liên bang Nga có thể tiếp cận các thành phố Slavyansk, Kramatorsk và Druskovka. Ở phía bắc, tại tỉnh Kharkov, dù tình hình khu vực xung quanh Kharkov hầu như không thay đổi, kể từ đợt tiến công đầu tiên của Liên bang Nga vào tháng 5. Nhưng nhiều vùng lãnh thổ đã giải phóng gần Kupiansk lại đang đứng trước nguy cơ bị Moscow tái kiểm soát. Khả năng kiểm soát của Ukraine đối với vùng lãnh thổ phía đông sông Oskin đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng từ các cuộc tiến công của Liên bang Nga, đặc biệt là xung quanh Pishchane, nơi các lực lượng Liên bang Nga đã mở rộng được phạm vi phòng thủ khoảng 15 km để vươn tới được bờ sông. Trong khi đó tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga, nơi mà cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tháng 8 ban đầu đã áp đảo hệ thống phòng thủ mỏng manh ở biên giới Kiev cũng đang ở thế bất lợi. Khi các lực lượng mới của Liên bang Nga được điều đến, giành lại hàng loạt khu định cư trong các đợt phản công liên tiếp, khu vực kiểm soát của Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga đã giảm xuống gần một nửa so với diện tích ban đầu. Ngoài lực lượng ban đầu xuyên thủng phòng tuyến của Liên bang Nga vào tháng 8, Kiev buộc phải huy động một số đơn vị mạnh nhất của mình để củng cố phòng thủ ở các khu vực thuộc tỉnh Kursk. Nhiệm vụ này được dự đoán sẽ trở nên khó khăn hơn khi lực lượng bên thứ ba tham chiến. Theo báo The Kiev Independent ngày 5 tháng 11, khu vực duy nhất trên tiền tuyến yên tĩnh hơn là tại tỉnh Zaporizhia, nhưng tình hình này có thể sẽ không kéo dài lâu. Vào mùa hè và mùa thu, các lực lượng Liên bang Nga đã từng bước thu hẹp dần diện tích những khu vực mà Kiev đã tái kiểm soát trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 với tổn thất to lớn. Giờ đây, khi nhiều đơn vị mạnh của Ukraine bị rút khỏi tiền tuyến Zaporizhia, mối đe dọa từ một cuộc tiến công mới của Nga từ phía Nam đang gia tăng. Mới đây, công ty SPP thuộc sở hữu nhà nước của Slovakia thông tin, châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận thay thế khí đốt Nga qua đường ống bằng khí đốt từ Azerbaijan. Lượng khí đốt vận chuyển theo đường ống từ Nga đến Liên minh châu Âu-EU qua tuyến trung chuyển Ukraine sẽ bị chặn từ ngày 31 tháng 12, nguyên nhân bởi thỏa thuận thương mại cuối cùng giữa Moscow và Kiev sẽ kết thúc sau 5 năm. Phía Ukraine đã nhiều lần tuyên bố không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt, còn với nga nước này phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán gia hạn song ukraine vẫn không thay đổi quyết định một số quốc gia thành viên eu bao gồm slovakia và hungary vẫn tiếp tục nhận khí đốt moscow qua đường ống đi qua kiev trước bối cảnh này slovakia cho biết họ muốn tiếp tục sử dụng tuyến trung chuyển qua ukraine công ty fpp thường xuyên lên tiếng ủng hộ nỗ lực duy trì hoạt động vận chuyển khí đốt qua đường ống này bất chấp xung đột nga ukraine nguyên nhân bởi các tuyến đường thay thế sẽ tốn kém hơn và phải đối mặt với rủi ro tắc nghẽn ở các đường ống khác. Thời gian qua, các bộ trưởng năng lượng của EU đã thảo luận về việc thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga bằng Azerbaijan, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết cụ thể được tiết lộ. Công ty SPP cho hay vẫn không có thỏa thuận nào sắp được ký kết thay thế khí đốt của xứ sở bạch dương. Hãng tin Reuters của Anh cho rằng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc thay thế dòng chảy khí đốt của Moscow và cũng có thể một thỏa thuận tiềm năng sẽ được thông qua vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của EU, chiếm khoảng 30%. Theo trang Oil Price, vấn đề của châu Âu là an ninh năng lượng. Đây là điều thúc đẩy các nước trong khu vực nỗ lực lấp đầy kho dự trữ năng lượng trước khi mùa đông bắt đầu. Hiện tại kho dự trữ của EU đã ở mức kỷ lục là 95%. Mức này được xem là đủ với châu Âu nếu khu vực đối diện với thời tiết ôn hòa trong mùa đông này. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình chương kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.